Chỉ vừa mới cải tạo được khoảng 1 năm nhưng sân vận động Vinh đã xuống cấp trầm trọng. Đó là lý do mà mới đây, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã phải chi ra khoảng 300 triệu đồng để tu sửa lại mặt cỏ của sân. Trước đó, trong trận đấu giữa đội bóng xứ Nghệ và Bình Định, huấn luyện viên Đức Thắng của đội bóng đất Võ thừa nhận sân Vinh lúc này đã xấu hơn rất nhiều và ảnh hưởng tới lối chơi của đội khách. Theo chia sẻ của đại diện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đất nền của sân đấu này rất ổn, giờ chỉ cần chăm sóc cỏ làm sao cho tốt. Tận dụng quãng nghỉ của V-League 2021, không chỉ có sân Vinh mà trước đó, sân vận động Thanh Hóa và sân vận động Lạch Tray cũng đã được tiến hành cải tạo lại mặt cỏ.